Em chị Nguyễn Mến chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ gửi đến anh chị mình một mẫu nhà rất là rộng nha anh chị. Ngang 4 dài tặng 13 lần nha. À, căn nhà của mình lại được căn cuối nên được thừa hưởng luôn cái sân rất là rộng luôn. Đó, ngoài đây quý anh chị mình có thể ra quan sát sơ thì em bên đơn vị em cũng đã làm mái che, khung sắt bảo vệ kiên cố cho hết căn nhà của mình rồi. Đó, đây là lối đi vào nhà của mình. Nhà của mình là mặt tiền đường thông nha quý anh chị. Ở trước mặt mình thì sẽ có một cái con kênh nhỏ. Và lối đi vào nhà thì hướng này thì quý anh chị mình đi thẳng vô là vô nhà người dân. Còn hướng này thì quý anh chị mình đi thẳng ra tầm khoảng đụng 500 mét thôi thì sẽ đụng ngay ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50. Và cái nhà của mình chỉ cách với đường ô tô đó quý anh chị, ô tô là đi tới ngay khu vực đó. Nhà mình chỉ cách với đường ô tô khoảng là 30 mét đến 50 mét thôi. Đó, một cái căn nhà thiết kế theo kiểu mái thái, một trệt, một lầu, hai không gian phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh. Pháp lý sổ hồng riêng nha quý anh chị. Mình đi công chứng sang tên trong ngày. Căn này thì bên chủ sẽ tặng full nội thất cho cô chủ anh chị mình luôn. Và được bán với một giá tổng chỉ đúng 1 tỷ 599 triệu thôi. Vẫn còn bớt thêm khi anh chị mình xuống đây xem nhà nha. Căn này đặt mới đâu đó hết 99% giờ. Quý anh chị mình mua về chỉ việc dọn đồ và ở thôi. Và lớp cửa đầu tiên sẽ cho anh chị mình đó là lớp cửa kéo bằng sắt sơn tĩnh điện nha anh chị. Cái sân nhà mình rất là rộng luôn. Ở ngoài này thì bên đơn vị chủ nhà cũng trang trí những cái màu sơn và những cái hệ thống bóng đèn chiếu sáng rất là đẹp nha anh chị. Cái sân thì rộng nè, nhà mình mà có nuôi thú cưng hoặc là mình có con em nhỏ hay vui đùa thì sân này cho con em mình chơi là thoải mái rồi. Với hướng nhà là hướng tây nam nha anh chị. Căn này pháp lý sổ hồng riêng, chắc chắn sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay 50 đến 70% giá trị của căn nhà. Nếu tài chính anh chị mình không đủ thì chỉ cần thanh toán trước cho bên đơn vị em khoảng 700 đến 1 tỷ thôi là anh chị mình nhận nhà, dọn đồ và ở ngay luôn. Và lớp cửa thứ hai sẽ cho anh chị mình đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Căn này bên đơn vị chủ nhà đã lắp rèm cửa đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình rồi. Di chuyển vào trong nữa sẽ cho anh chị mình là một cái không gian phòng khách rộng rãi to đùng và có tặng lại cho anh chị mình một bộ salon cao cấp ngay không gian phòng khách luôn. Và sau salon là những cái vách nhựa PC. Ở đây thì đã lỗ nè, bên này thì giãn răng mây rất là đẹp. Ở trên thì có một cái bóng đèn pha lê như chính giữa nữa nha anh chị. Ở dưới chân cầu thang thì có hệ tủ cực hợp cho anh chị mình. Bên chủ đã trang trí những cái món quà lưu niệm sẵn cho anh chị mình luôn, nhìn cũng rất là đẹp nha. Bên đây thì sẽ là những cái bức tranh 3D đó, rất là đẹp và sang luôn. Và bên đây thì vẫn ốp chất nhựa PC khoảng lên khoảng 1 mét cho anh chị mình nên rất là sạch luôn. Di chuyển cùng em kế tiếp đây sẽ là không gian nấu nướng nha anh chị. Không gian nấu nướng thì bên đơn vị em sẽ tặng lại cho anh chị mình một bộ bàn ăn 4 ghế cao cấp ngay đây. Ở đây thì nhắn nhá những cái khung dược hộp và có lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ dưới cho anh chị mình rồi. Mặt đá pha cương bọt inox 304, ốp lát rất là sạch sẽ luôn, đi một cái đèn dây chiếu sáng hay không gian bếp cũng rất là đẹp nha chị. Nhà mình là có sân trước và sân sau nữa nha. Ở đây thì sân sau thì biết chị mình có thể tận dụng làm sân phơi khu vực này. Đó, ở đây thì cũng khá là rộng. Ở đây thì cũng trang trí những cái lá bông giả nhìn cũng đẹp nha anh chị. Ở đây thì gương bồn rửa mặt và không gian nhà vệ sinh được đặt ở bên ngoài luôn. Một cái căn nhà ngang 4 mét dài tặng 13 mét được căn cuối sở hữu luôn cái sân rất là rộng nha anh chị. Pháp lý sổ hồng ghi xây dựng một trệt một lầu, hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, tặng full nội thất cho anh chị mình, được nằm mặt tiền đường thông gần ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50 vào tới nhà mình luôn, tầm khoảng có mấy trăm mét thôi nha anh chị. Nếu mà anh chị mình có muốn đi xem căn nhà ngày hôm nay thì cứ nhấc máy lên gọi ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha. Và bên em cam kết với anh chị mình là review chân thật nha, luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nha. Sổ sách rồi nó gọi trên video luôn để đỡ tránh mất thời gian quý báu của anh chị mình nha. Và giờ thì cùng em di chuyển lên trên để mình tham quan không gian tầng trên nha. Và đây là tầng trên thiết kế cho anh chị mình hai phòng và một không gian nhà vệ sinh nha. Ngay trên cầu thang đi lên thì cũng trang trí tặng lại cho anh chị mình mấy cái bức tranh 3D cũng rất là đẹp. Ở trên đây á thì bên đơn vị em cũng ốp gạch lên cao luôn nên rất là sạch sẽ nha. Và không gian nhà vệ sinh thì đặt ở phía ngoài cho quý anh chị mình tiện sinh hoạt chung. Trong không gian nhà vệ sinh á thì cũng đầy đủ công năng hết rồi nha anh chị. Một cái căn nhà hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, sân trước sân sau cực kỳ là thoáng luôn. Và đây là phòng đầu tiên ở cuối dãy nhà. Phòng này có hệ thống cửa sổ nha chị, có rèm cửa đầy đủ hết rồi, có tranh vẽ nè, tranh ở trên thì tranh lá phong. Căn nhà này mà quý anh chị mình ở quận 8, quận 7 đầu qua đây tầm khoảng hơn 20 phút thôi nha chị, rất là gần luôn. Nhà của mình là nằm ngay ngã ba Tân Kim, trên trục đường quốc lộ 50, mình đi vào đường Tân Phước đi có mấy trăm mét là tới căn nhà của mình rồi. Và đây sẽ là phòng thứ hai, phòng rộng nhất của căn nhà nha anh chị. Đó, rộng rãi có hệ thống cửa sổ, rèm cửa đồ đầy đủ luôn. Có một cái ban công nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngoài này nè. Đó. Ở ngoài này thì bên em cũng trang trí nhóm nhá những cái khung sắt bảo vệ rồi và trang trí những cái lá cây giả quý chị nhìn cũng rất là đẹp luôn.
Và giờ thì mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về tầng dưới, em sẽ nói là cháu và nãy giờ chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi và không gian trong căn nhà rồi. Em cũng xin được nhắc lại với diện tích ngôi nhà ngày hôm nay là ngang 4m, chạy sâu vào tận 13m, xây dựng một trệt một lầu. Nó có hai phòng ngủ và hai không gian nhà vệ sinh, sân trước rộng to đùng và sân sau lấy gió trời rất là thông thoáng và mát nha quý anh chị. Với pháp lý nhà sổ hồng riêng, mình đi công chứng sang tên trong ngày và được bán với một cái giá tổng luôn chỉ đúng 1.599.000, vẫn còn có thêm một ít nha, và tặng full nội thất cho anh chị mình. Hướng nhà là hướng nam và căn nhà của mình được nằm trong khu dân cư rất là đông đúc, đường thông nha quý anh chị, gần ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50, đi vào đường Tân Phước đi mấy trăm mét nữa là tới căn nhà của mình rồi. Anh chị nào quan tâm cái mẫu nhà ngày hôm nay thì cứ nhắc máy lên gọi ngay cho em qua số em có để trên màn hình nha, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thêm thông tin cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.